90% camera giám sát an ninh xuất xứ Trung Quốc, người dùng đối diện nguy cơ rò rỉ thông tin. Tọa đàm ngày 22 tháng 5, Cục An toàn Thông tin và Bộ Truyền thông phối hợp với báo Vietnamnet tổ chức tọa đàm tiêu chuẩn an toàn thông tin mạng cơ bản do camera giám sát. Tọa đàm có sự tham gia đầy đủ của ông Trần Đăng Khoa, Phó Cục trưởng phụ trách Cục An ninh, An toàn thông tin, Bộ Truyền thông, ông Võ Đăng Thiên, Phó Tổng biên tập báo chí Vietnamnet và đại diện các tổ chức, doanh nghiệp sản xuất camera an toàn thông tin mạng. 90% camera giám sát nhập khẩu từ Trung Quốc. Camera là sản phẩm rất nhạy cảm, có nguy cơ lọt thông tin. Thực tế tại Việt Nam thì có 90% camera được sản xuất từ xuất xứ từ Trung Quốc và theo đường chính ngạch và tiểu ngạch. Một số dòng camera hoạt động theo cơ chế cloud, kết nối về server đặt tại Trung Quốc với người dùng ở Việt Nam phải vòng qua server này trước khi kết nối vào camera của mình. Thông tin cá nhân chuyển qua trung gian có khi không có các cơ chế bảo mật, gây rủi ro cho người dùng. Vì vậy thì việc ban hành các tiêu chuẩn camera và chủ động sản xuất camera Make in Việt Nam là nhu cầu cấp thiết để bảo đảm an toàn thông tin cho Việt Nam, ông Võ Đăng Thiên nhấn mạnh. The decision we attend Mr. Trần Đăng Khoa, Director in Charge of the Department of Information Security, Ministry of Information and Communication, Editor in Chief of Vietnamnet Newspaper, in representative of organizational and business that produce camera and network information security. Năm 2023, tin tặc giao bán quyền truy cập camera tại Việt Nam, chi phí khoảng 800.000 đồng để tiếp, chi phí tiếp cận 150 camera. Và con số này được giao tâm bán từ hàng trăm nghìn chiếc. Camera không bao giờ tắt, luôn online 24 trên 24 giờ, ít được vá lỗi, gần như không được. Không được cập nhật bản vá, phần mềm diệt virus, do đó lấy bị tấn công sẽ không có ai bảo vệ, thì ông Sơn nhận xét như vậy.